Trầm cảm, lo âu và phẫn nộ sau thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon. Kính thưa quý vị, thảm kịch Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc đã gây nên nhiều đau thương, mất mát cho nạn nhân và gia đình, đồng thời cũng để lại những chấn thương tâm lý cho những người chứng kiến. Nhiều người cho biết họ rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu và phẫn nộ khi vụ dẫm đạp thảm khốc được mô tả chi tiết trên các phương tiện truyền thông. Trong số đó, video ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ thực hiện hồi sức tim phổi cho các nạn nhân nằm la liệt trên đường phố được lan truyền nhanh chóng, cùng với đó là hình ảnh những thi thể được đắp chăn màu xanh lam. Thậm chí, những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ dẫm đạp cho thấy mọi người gục xuống và bất tỉnh. Trong tuyên bố khẩn cấp do Hiệp hội Tâm thần kinh Hàn Quốc đưa ra hôm 31 tháng 10, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cảnh báo rằng việc lưu hành hình ảnh, video như trên có thể gây ra tổn thương không chỉ cho nạn nhân và gia đình của họ mà còn cả những người ngoài cuộc. Hiệp hội Tâm thần kinh Hàn Quốc khuyến cáo mọi người không nên xem hình ảnh, video và tin tức liên quan quá mức nhằm tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần. Theo các chuyên gia, việc liên tục nhìn các bức ảnh có khả năng gây ra chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Tuyên bố kêu gọi các phương tiện truyền thông hãy tuân thủ đạo đức của việc đưa tin tức về thảm kịch, bảo vệ quyền con người của nạn nhân trong quá trình đưa tin, đồng thời cố gắng không gây ra thêm nỗi lo sợ và bối rối cho cộng đồng.